Sáng 25 tháng 11, tại Trung tâm Huấn luyện Hiến binh Hoàng gia Campuchia, tỉnh Kabong Chnang, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Đại tướng Chan Sa Mòn Chan Gia Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tia Seha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đã dự và chứng kiến diễn tập cứu hộ cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Diễn tập có chủ đề Cứu hộ cứu nạn trong trường hợp sập đổ công trình, tập trung vào hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là diễn tập cứu hộ trong tình huống sập đổ công trình, gồm tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát, sơ cứu và vận chuyển nạn nhân về bệnh viện giã chiến cấp 1. Nội dung thứ hai là diễn tập quân y. Theo đó, bệnh viện giã chiến cấp 1 phân loại nạn nhân theo 3 mức độ, thương nhẹ, thương vừa, thương nặng, cứu chữa và điều trị các nạn nhân thương vừa, vận chuyển nạn nhân thương nặng tới bệnh viện giã chiến cấp 2 bằng phương tiện cấp cứu. Bệnh viện gia chiến cấp 2 tiếp nhận nạn nhân và chăm sóc cấp cứu cho nạn nhân thương nặng, tiến hành cấp cứu, vận chuyển nạn nhân nguy kịch sang bệnh viện cấp 3 bằng máy bay trực thăng. Diễn tập đã thành công tốt đẹp là hoạt động thiết thực trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam, Lào và Campuchia. Qua diễn tập, lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội ba nước sẽ chủ động hơn trong công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tổn thất về tính mạng và tài sản, đảm bảo cuộc sống bình an cho người dân. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm trường trung học phổ thông Tết Pronon. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang đã thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng nhà trường 30 bộ máy tính để phục vụ công tác giảng dạy học tập.